Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 15 giờ thứ bảy ngày 20 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, tỉnh đã bố trí hơn 86 tỷ 600 triệu đồng từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, hỗ trợ thực hiện trên 40 mô hình giảm nghèo. Các dự án đa dạng sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo được tổ chức thực hiện theo 3 phương thức: hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, phát triển sản xuất cộng đồng và phát triển sản xuất theo nhiệm vụ. Tiêu biểu như mô hình chăn nuôi lợn đen an toàn sinh học ở Lùng Khấu Nhiên Mường Khương, mô hình liên kết sản xuất lúa sánh củ theo hướng hữu cơ với 60 hộ dân tham gia ở các huyện Bát Sát, Mường Khương. Tham gia mô hình, người dân được tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật, công nghệ, hỗ trợ giống nguyên liệu sản xuất, vật tư, công cụ, máy móc, thiết bị. Người dân cũng được hỗ trợ xúc tiến thương mại, tiếp cận thị trường, liên kết phát triển sản xuất gắn với chế biến. Từ hiệu quả các dự án và nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần đưa tỷ lệ giảm nghèo toàn tỉnh năm 2023 đạt 4,43%, tỷ lệ giảm nghèo bình quân tại các xã nghèo nhất tỉnh đạt 10,41%. Thời điểm trước và ngay sau Tết Nguyên đán là thời gian người dân đốt dọn nương, đồng ruộng, chuẩn bị vụ xuân, đốt đồi cỏ để chăn thả gia súc, dẫn đến nguy cơ cháy lan vào rừng rất cao. Đây cũng là cao điểm mùa khô hanh 2023-2024 nên nguy cơ cháy rừng càng cao hơn. Được giao quản lý bảo vệ hơn 18.600 ha rừng đặc dụng, phòng hộ, nằm trên địa giới hành chính 5 xã, Y Tý, Sền Sáng, Xà Ma Sáo, Trung Lèng Hồ và Nậm Pung. Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Sát đã xác định và xây dựng bản đồ vùng trọng điểm cháy, thành lập 2 chốt bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng cố định và 3 chốt tạm thời tại các khu vực trọng điểm để kiểm soát người ra vào rừng. Đặc biệt, vào những ngày cấp dự báo cháy rừng ở cấp 4, cấp 5, duy trì mỗi chốt từ 10 đến 15 người. Thành phần gồm có kiểm lâm địa bàn, cán bộ ban quản lý khu bảo tồn và thành viên tổ nhận khoán bảo vệ rừng, sẵn sàng huy động khi có cháy rừng xảy ra. Qua các chương trình dự án phục tráng giống lúa đặc sản sánh củ, Lào Cai hiện có lượng giống tốt, cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất của nông dân. Vụ lúa xuân 2024, Lào Cai có 2 đơn vị được phép cung ứng lúa giống sánh củ là Trung tâm Giống Nông Lâm Nghiệp tỉnh cung ứng 35 tấn và Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Lào Cai cung ứng 8 tấn. Nếu canh tác tốt, trung bình mỗi hectare nông dân cần khoảng 30 kg lúa giống. Như vậy, lượng giống hiện có đảm bảo đủ để sản xuất, canh tác 1.500 ha lúa đặc sản. Việc thực hiện thành công các dự án phục tráng và phát triển giống lúa đặc sản sánh củ góp phần bảo tồn nguồn gen quý, giúp chủ động nguồn giống chất lượng cao cho sản xuất, đồng thời đảm bảo nguồn giống tốt, an toàn, sạch bệnh, phục vụ sản xuất lúa đặc sản hàng hóa. Là xã khó khăn của huyện Văn Bàn, nhưng phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Thảm Dương luôn diễn ra sôi nổi. Năm 2023, nhân dân đã hiến đất, tài sản trên đất và đóng góp ngày công lao động, làm mới được hơn 10 km đường giao thông. Đây là tiền đề để xã phấn đấu hoàn thành tiêu chí giao thông nông thôn trong năm 2024 này. Tuyến đường nội đồng nối thôn Bản Ngoang và Bản Bô chiều dài 6,5 km mới hoàn thành đưa vào sử dụng, giúp việc đi lại vận chuyển hàng hóa của người dân thuận lợi hơn. Để hoàn thành tuyến đường này, ngoài nguồn kinh phí được nhà nước hỗ trợ, nhờ được tuyên truyền vận động, người dân hai thôn tình nguyện hiến đất, đóng góp ngày công. Mình cũng muốn hiến đất là thứ nhất là về lợi ích cho dân mình. Cái tinh thần mình muốn cứ tham gia hiến đất là như thế. Cái này hiến đất thì nó cũng là lợi ích cho phương tiện của dân mình đi lại thôi ạ. Cái tinh thần rất là tích cực tham gia hiến đất. Mình em mới thành lập tổ, đấy, xong là họp trong ban, đấy, xong là bọn em mới đưa ra họp thôn để bàn thế nào mà cho nó đồng thuận để được giải phóng cái mặt bằng cái con đường. Năm 2023, nhân dân xã Thẩm Dương đã tự nguyện hiến đất, dịch rào, phá bỏ cây cối, hoa màu trên đất, đóng góp ngày công, tổng giá trị hơn 800 triệu đồng, góp sức để làm 7 tuyến đường giao thông với tổng chiều dài hơn 10 km. Đến nay, toàn xã đã có trên 26 km đường giao thông nông thôn được bê tông cứng hóa. Ủy ban nhân xã đã cùng với Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể làm việc với nhân dân, họp thôn và làm việc với nhân dân nông thôn, giải thích rõ cho người dân về các cái cơ chế chính sách để hỗ trợ và vận động nhân dân đóng góp, chi tiết xác định rõ là các nguồn hỗ trợ của nhà nước và nhân dân phải đóng góp. Để người dân hiểu và đồng thuận với chủ trương của nhà nước.
Với sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân, năm 2023, huyện Văn Bàn đã thực hiện mở mới, mở rộng và nâng cấp được hơn 100 km đường giao thông nông thôn. Qua đó góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân. Tăng cường hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, huyện đoàn Văn Bàn đã phối hợp đề xuất với các mạnh thường quân quyết định hỗ trợ 24 em nuôi của đoàn trong năm 2024. 24 em nuôi của đoàn được hỗ trợ trong năm 2024 là học sinh trên địa bàn các xã Tân An, Tân Thượng, Võ Lao, Nậm Mả, Nậm Dạng, Dương Quỳ, Dân Thàng, Nậm Xé. Kinh phí hỗ trợ từ 200.000 đồng đến 1.500.000 đồng một em một tháng. Mô hình em nuôi của đoàn được huyện đoàn Văn Bàn thực hiện từ năm 2021. Đến nay đã có 5 sinh viên, 47 học sinh được hỗ trợ học phí, sinh hoạt phí hàng tháng. Thông qua mô hình, khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ Văn Bàn trong các hoạt động an sinh xã hội, kịp thời động viên khích lệ hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống học tập. Trong hai ngày 18 và 19 tháng 1, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bát Sát tổ chức hội thi Sáng tạo mầm non năm học 2023-2024. Tham gia hội thi có 21 đội đến từ 21 trường mầm non trên địa bàn toàn huyện. Các đội dự thi 2 phần thi, thiết kế trò chơi học tập trên ứng dụng phần mềm điện tử và sáng tạo đồ dùng, đồ chơi mầm non. Đánh giá của ban tổ chức, các đội thi có sự đầu tư nghiên cứu, nhiều đồ dùng, đồ chơi sáng tạo, đẹp mắt, an toàn. Nhiều công nghệ mới được ứng dụng trong thiết kế bài giảng và tổ chức giờ học, tạo hứng thú, thu hút, kích thích sự ham học hỏi của trẻ. Hội thi là cơ hội để cán bộ quản lý, giáo viên trải nghiệm, giao lưu, học tập kinh nghiệm trong thiết kế và khai thác, sử dụng đồ dùng, đồ chơi, trò chơi, tạo nguồn học liệu phong phú, đa dạng, góp phần nâng cao chất lượng chương trình giáo dục mầm non trên địa bàn huyện. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba, khuyến khích và giải chuyên đề cho các đội thi. Thưa quý vị và các bạn, lễ cấp sắc là nghi lễ độc đáo và quan trọng bậc nhất trong văn hóa của người Dao Đỏ. Tại xã Phìn Ngan, huyện Bát Sát, lễ cấp sắc 12 đèn vừa được tổ chức đã thể hiện văn hóa riêng biệt của người Dao Đỏ, ghi nhận sự trưởng thành của người đàn ông trong cuộc sống. Tham dự lễ cấp sắc 12 đèn hôm nay có 43 cặp đôi đến từ các địa phương của huyện Bát Sát. Theo tín ngưỡng của người Dao, lễ cấp sắc là nghi lễ bắt buộc đối với người đàn ông trưởng thành. Đàn ông Dao phải trải qua 3 lần cấp sắc là 3 đèn, 7 đèn và 12 đèn. Lễ cấp sắc 12 đèn hôm nay có 12 thầy chính. Mỗi thầy giữ một nhiệm vụ khác nhau nhưng đều chung mục đích, đó là truyền lại đạo đức của mình cho các học trò. Ba đèn là ba sư phụ, ba đèn được là 36 quân, làm xong là khả năng là 7 đèn là 7 sư phụ, nó chỉ là 72 quân, làm xong là có khả năng là lên bốc lên 12 đèn. 12 đèn là 12 thầy, làm hết 12 đèn là được 120 quân. Ở lễ cấp sắc 12 đèn, các học trò phải trải qua quá trình tự học, rèn luyện, thông thạo các nghi thức, cũng như các bài cúng ghi trong sách nôm Dao. Người được cấp sắc 12 đèn sẽ được cộng đồng trọng vọng nhất, đủ uy tín để đứng ra tổ chức các nghi lễ quan trọng của bản làng. Mỗi người đến đây dù có tuổi đời khác nhau, có người tuổi đã khá cao, nhưng họ đều cảm thấy tự hào vì được cùng lưu truyền phong tục đẹp của dân tộc mình. Với cái phần thành ấy thì cũng rất là khổ. Vì bây giờ thì nếu mà con cháu nó có tiền, giàu tiền thì nó làm được thì làm ăn nó lên. Đấy, thì nó ít ốm đau. Và tất cả mọi cái mà chăn nuôi thì nó được nhiều hơn. Tôi thấy là phát tín ngưỡng của người dân là rất là cao. Đấy, người ta có thể tham gia một cái buổi lễ hội để cấp sắc ấy. Thì người ta làm có thể từ 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày. Đấy, tức là một lúc đấy vượt qua cả cái sức khỏe thực tế. Ví dụ như người ốm đau và người già yếu thì người ta vẫn có thể vượt qua được cái sức khỏe để người tham gia. Được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nghi lễ cấp sắc không chỉ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của người Dao Đỏ, mà còn góp phần tô điểm cho bức tranh văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam thêm đa dạng. Chuyển sang phần tin tức thời sự trong nước. Ủy ban châu Âu vừa đăng công báo cập nhật các biện pháp tăng cường kiểm soát chính thức và khẩn cấp tạm thời với hàng hóa nhập vào Liên minh châu Âu-EU. Trong đó, lần đầu, sầu riêng tươi lẫn đông lạnh của Việt Nam vào thị trường này bị đưa vào diện kiểm tra dư lượng thuốc trừ sâu ngay tại cửa khẩu với tần suất 10%.
Cùng với sầu riêng, còn hai mặt hàng khác của Việt Nam cũng vào diện chịu giám sát an toàn thực phẩm tại cửa khẩu là ớt chuông và mì ăn liền, với tần suất kiểm tra tương ứng 50% và 20%. Quy định mới của châu Âu sẽ có hiệu lực 20 ngày sau ngày đăng công báo, tức khoảng đầu tháng 2 năm 2023. Điều này đòi hỏi cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương và các vùng trồng cần tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất, chế biến, đảm bảo chất lượng xuất khẩu. Ở Việt Nam ghi nhận có hơn 800 loài rong biển khác nhau, trong đó 88 loại có giá trị kinh tế. Tiềm năng nuôi trồng rất lớn nhưng hàng năm nước ta vẫn phải nhập khẩu hàng triệu tấn rong biển phục vụ nhu cầu trong nước. Nguyên nhân chủ yếu do chưa có quy hoạch không gian cho việc phát triển nuôi trồng rong biển. Vùng biển có diện tích phù hợp trồng rong biển lên tới 900.000 ha, tuy nhiên hiện nay mới chỉ khai thác được hơn 10.000 ha. Thời gian tới, ngành rong biển cần đưa ra nhiều giải pháp liên quan đến quy hoạch, xây dựng chuỗi giá trị rong biển cũng như hệ sinh thái nuôi trên biển một cách đồng bộ, khoa học nhằm đáp ứng nguồn nguyên liệu cho chế biến thực phẩm, đồng thời tạo sinh kế bền vững cho người dân ven biển. Toàn thành phố Cần Thơ hiện có 148 sản phẩm OCOP của các doanh nghiệp hợp tác xã chủ cơ sở được công nhận OCOP từ 3 sao trở lên. Trong đó, nhiều sản phẩm mang đậm đặc trưng vùng đồng bằng sông Cửu Long như nước mắm, các loại cá sông nước miền Tây, trà từ thảo dược, sản phẩm trái cây. Những ngày giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các chủ thể sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố Cần Thơ đang tăng cường hoạt động sản xuất để kịp đơn hàng giao khách. Dù kinh tế khó khăn nhưng với sự linh hoạt, nhạy bén trong kinh doanh, việc tiêu thụ các sản phẩm OCOP Cần Thơ đều tăng sản lượng so với ngày thường. Hôm nay đánh dấu mốc tròn 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Lào 20 tháng 1 năm 1949, 20 tháng 1 năm 2024. Trong suốt 75 năm đó, Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn kề vai sát cánh với Quân đội Nhân dân Lào, giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Dự án hợp tác ghép thận giữa hai bệnh viện quân đội 103 hai nước là một trong những điển hình về sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa đó. Được triển khai từ năm 2018 theo sự chỉ đạo và thống nhất của hai Bộ Quốc phòng, dự án hợp tác ghép thận đã được hai bệnh viện 103 hai nước tích cực triển khai. Đến nay, hai bên đã phối hợp thực hiện thành công 9 ca ghép thận tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 103 Lào. Đây là một kỹ thuật chuyên sâu rất khó, nhưng nếu chuyển giao thành công, việc ghép thận sẽ giúp nâng cao trình độ nhân lực và kéo theo sự phát triển của rất nhiều chuyên ngành, góp phần nâng cao năng lực của cả ngành y tế Lào. Nhật Bản và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang đàm phán thiết lập một đường dây nóng an ninh để chia sẻ những thông tin nhạy cảm trong việc ứng phó với các cuộc tấn công mạng và thông tin sai lệch. Hai bên mong muốn sẽ sớm đạt được thỏa thuận về vấn đề này và đưa vào thực thi trong thời gian sớm nhất có thể. Nhật Bản và NATO có thể sẽ triển khai một hệ thống tương tự như hệ thống hiện đang được các nước thành viên NATO sử dụng. Hệ thống này được đánh giá có khả năng bảo mật cao và có thể chia sẻ thông tin từ xa. Nhật Bản và NATO nhất trí về kế hoạch hợp tác này từ tháng 7 năm ngoái, nhưng gặp phải một số rào cản do quy định đồng thuận trong NATO, vốn yêu cầu phải nhận được sự chấp thuận của tất cả các nước thành viên. Hàng trăm tài xế cùng hơn 500 xe tải, hàng chục máy kéo đã tập trung tại cổng Brandenburg ở thủ đô Berlin của Đức trong ngày hôm qua để phản đối việc tăng phí đường bộ đối với xe tải. Những người biểu tình cho rằng việc Quốc hội Đức hồi tháng 10 năm ngoái quyết định tăng phí cầu đường đối với xe tải hạng nặng nhằm loại dần nhiên liệu hóa thạch và hiện thực hóa mục tiêu cắt giảm khí thải sẽ làm tăng thêm gánh nặng cho các doanh nghiệp vận tải và người tiêu dùng. Họ cũng cho rằng đây là bước đi sai lầm khi hạ tầng cho xe điện chưa phát triển đầy đủ. Cách đây vài ngày, các nông dân Đức cũng vừa tiến hành một cuộc biểu tình kéo dài một tuần để phản đối việc chính phủ liên minh ba đảng của Đức giảm trợ cấp cho dầu diesel dùng trong nông nghiệp. Tối 19 tháng 1, tàu chở hàng Thiên Châu 6 của Trung Quốc đã quay trở lại bầu khí quyển trái đất, chính thức kết thúc sứ mệnh trên trạm Thiên Cung. Theo thông báo của cơ quan vũ trụ Trung Quốc, tàu chở hàng Thiên Châu 6 đã quay trở lại bầu khí quyển trái đất một cách có kiểm soát và hầu hết các bộ phận của con tàu này đã bị thiêu cháy trong quá trình trở lại bầu khí quyển. Chỉ một lượng nhỏ mảnh vỡ của tàu đã rơi xuống vùng nước an toàn được chỉ định theo đúng kế hoạch. Trong khi đó, tàu chở hàng Thiên Châu 7 đã kết nối thành công với mô đun lõi Thiên Hà của trạm không gian Thiên Cung vào 1 giờ 46 phút ngày 18 tháng 1 theo giờ Bắc Kinh. Tàu Thiên Châu 7 chủ yếu mang theo các nhu yếu phẩm và quà Tết Nguyên đán cho các phi hành gia Trung Quốc đang hoạt động trên trạm vũ trụ.
Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự 15 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.